Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày, ngày 23 và ngày 24 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur Nha Trang tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản vaccine GSB tại kho vaccine COVID-19 Quân khu 5. Gần 40 học viên là cán bộ chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại kho vaccine COVID-19 Quân khu 5 và các cán bộ nhân viên ngành dược của Bệnh viện Quân y 13-17 được bồi dưỡng, hướng dẫn, thực hành về quy trình tiếp nhận vaccine, dung môi, bảo quản vaccine, xử trí tình huống khẩn cấp vaccine, phân bổ và cấp phát kiểm kê vaccine, xử lý sự cố trong quá trình vận chuyển. Trong quá trình tập huấn thì tôi đã được trang bị rất là nhiều kiến thức chuyên ngành, bổ ích và rất sát với thực tế. Việc tập huấn này thì chúng tôi chú trọng vào vấn đề là hướng dẫn cho cán bộ quân khu làm sao là biết cách để vận hành bảo quản, sắp xếp bảo quản và vận chuyển vaccine để được là đảm bảo theo đúng cái quy định của cái nhà sản xuất cũng như là của chương trình. Hệ thống kho chứa vaccine của Quân khu 5 có quy mô lớn, được đầu tư xây dựng, lắp đặt nhiều trang thiết bị chuyên dụng hiện đại. Khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực trong việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng do Bộ Y tế phát động. Thì quân khu đã sửa chữa và nâng cấp cái kho dược của xí nghiệp dược 34 theo đúng mẫu thiết kế của Bộ Y tế. Tổ chức điều động cán bộ, chiến sĩ có chuyên ngành dược để về phục vụ cho cái kho dược, kho vaccine. Với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân khu 5 và các cơ quan chức năng, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của Quân khu 5 cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng tham gia và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 toàn quốc.